Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoan, 29 tuổi, trú trên địa bàn, về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Hoan bị cáo buộc nhiều lần cưỡng dâm cháu HTRL, 15 tuổi, là con riêng của chị HTN, 36 tuổi, là vợ của Hoan. Thông tin ban đầu, khoảng tháng 8 năm 2020, do có ý muốn quan hệ tình dục với cháu L, Hoan tạo ra một tài khoản Facebook tên là Hoàng Long để nói chuyện tán tỉnh cháu qua mạng xã hội. Qua vài lần nói chuyện, Hoan đề nghị L chụp ảnh và quay video một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể để gửi qua tài khoản Facebook nói trên. Sau đó, Hoan gửi ảnh và video nhạy cảm cho L, dọa sẽ đăng lên mạng xã hội để ép buộc L phải cho Hoan quan hệ tình dục. Lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình bị phát tán, L đã đồng ý. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2020 tới ngày 19 tháng 3 năm 2022, Hoan nhiều lần sử dụng thủ đoạn trên ép buộc L cho quan hệ tình dục mỗi khi chị N vắng nhà. Thời gian gần đây, chị N thường xuyên bị mất tiền nên lắp camera ở đầu giường ngủ. Khi lấy thẻ nhớ trong camera ra xem, thì chị phát hiện video cảnh chồng mình có hành vi quan hệ tình dục với con gái riêng. Quá uất ức, đêm 19 tháng 3, chị N dùng dao cắt cổ quý của chồng, sau đó đến cơ quan công an tự thú. Nguyễn Văn Hoan được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Hoan được các bác sĩ khâu tạo hình lại niêu đạo, sức khỏe dần ổn định. Thông tin thêm về vụ việc, lãnh đạo công an huyện Yên Châu cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét xử lý đối với hành vi của chị N liên quan tới việc cắt đứt cổ quý của chồng. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.